Chào mọi người, đây trước mắt mọi người là cái dòng đàn S975. Đây là dòng đàn Yamaha cao cấp nhất của dòng S. Dòng S ha. Sau đời này đó là dòng cảm ứng SX700 và SX900. Thì nếu mà mọi người nào muốn mua đời mới thì chúng ta mua dòng SX700, SX900. Còn nếu mà mọi người nào chuộng về âm sắc, chuộng về thao tác chức năng, thao tác sử dụng, anh em nhạc công nào thì chuộng về cái độ thuận tiện á, thì đa số mọi người chọn cái dòng S970 và S975. Đây. Và đây là Khánh đang có cái dòng đàn là S975 của một người bạn. Gửi Trần Khánh bán giùm, bán lại thôi cho anh em nào thích dòng đàn này. Cái đàn thì nó như mới thôi ha. Anh chỉ sử dụng qua có một vài lần thôi. Đó, như này các bạn thấy ha. Dòng S975 thì bây giờ hàng mới trong thùng thì không còn hàng nữa, chắc chắn rồi. Không cửa hàng nào còn đâu. Nó chỉ có đàn cũ thôi, mà đàn cũ được tìm được một cái đàn mà mới 99,99% như vậy thì chắc chắn không có rồi. Rất là hiếm. Rồi. Về cái độ âm sắc cũng như là cái thao tác sử dụng thì mình không bàn cãi nữa. Rất tuyệt vời luôn. Dòng này là tuyệt vời nhất của dòng Yamaha hiện giờ đó. Cái dòng SX700, SX900 đời sau thì nó chỉ cải tiến được cái màn hình cảm ứng thôi, với cái bên 4 chiều thôi. Chứ ngoài ra âm sắc thì không cải tiến hơn dòng này. Nó cũng vậy thôi. Dòng này vẫn nhỉnh hơn rất là nhiều ha. Đặc biệt là cái thao tác các bạn sử dụng rất là thuận tiện. Đặc biệt là anh em này nhạc công thì nên chọn những dòng này hơn là chọn những cái dòng mà cảm ứng. Đó là mình tâm sự thôi. Còn nếu là các bạn muốn chạy theo thời, theo đời, theo mod thì ok, thì cứ như chọn những dòng sau. Ở đây là dòng đàn chỉ dành cho những người nào hiểu về cái thuận tiện, cái âm sắc của nó thì chắc chắn mọi người sẽ chuộng cái dòng này hơn. Ok. Rồi review cho mọi người thấy cái đàn nè. Ai mà muốn mua sở hữu cái đàn này thì có gọi trực tiếp cho Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 622, thì chúng ta sở hữu nó ha. Rồi. Đầy đủ ha, mà chân, bao, xăm lơ, USB đồ đầy đủ hết. Rồi. Ok. Và giá thì các bạn cứ gọi alo ha. Tuyệt vời luôn, cái này rất là đẹp. Giống như chưa từng sử dụng qua vậy đó. Rồi, bye bye ha. Bye bye cả lớp, rồi chúc cả lớp sức khỏe đầu năm, gia đình may mắn là mang phát tài hết nha. Rồi.